Ghé cũng nhiều luôn. Tại vì cái này gần mà cái tàu ghé chạy nhiều quá. Mà cái đường tàu nè, chạy nó lên bệnh. Này có lửa không phải đổ vô. Ghé nhiều quá chắc lửa vớt ra. Ôi. Có thần. Cái này cá cũng nhiều lắm. Dạ. Yeah. Ngồi rồi thơ. Cả lần cái trời rồi. Anh tên gì? Em tên Nho. Em biết anh hổ rồi đó. Anh tên Nho. Quá trời luôn. Ôi ôi con ốc nó bự. Chèn ơi. Dạ luôn ghê à. Tại vì nó lóc, nó lóc lóc. Ở bên đây đặt có lý quá nè, nên không nó chạch nhiều hơn. Còn nó cũng quá. Dạ. Anh Phong có ra ngoài cái sông cặp ghe mình không hay là ở trong đây không anh Phong? Ở trên ghe anh cũng ngành số cái đó. Dạ. Chỗ hôm qua anh chỉ á. Dạ. Đây ba con bển nữa. Lùm đi. Đấy, đặt cái sông ít chứ lên đồng đặt nhiều lắm. Dạ. Giờ chuẩn bị nước lên đồng là mình xuống giớ anh. Tới 80 cái. Dạ. Vậy là mình canh hay mình bán lẻ anh không? Anh xuống dầu với bán cho bạn hàng á. Dạ. Tối 12 giờ mình đi. Vậy là lúc đó mình đổ là giấc tối luôn hả anh Phong? Cũng sáng sáng thì anh nó mới đi không à. Đổ về chỗ cái bè chú mũi ghe nãy đó. Mình gọng lại ha anh. Gọng đó cái vợ anh nó lựa. Lựa có anh đi chợ. Cái này cá con nhiều quá à. Cá con này bán có giá đó. Mấy tháng này là cái linh nó còn non nó dễ xíu mà nhỏ nước à. Dạ. Nhỏ nhỏ. Vậy nó mà cả tháng nửa tháng nữa cái cỡ đầu đầu lũ ăn rồi. Dạ. Nó lẹ lắm. Dạ lên đầu mà lúc đó nó bự rồi ha. Đó nó bự rồi. Ở ngón tay. Lúc đó có ai lập phụ anh không? Hai cha con nào? Hai cha con rồi chở anh nhà nữa. Dạ. Giờ tối ngày chắc mình chích ruộng không quá mình sửa rồi mình nhận chứ. Lặng ngày này răng nước cứ vậy đó. Dạ. Thường ngày mà không có nước nổi thì mình làm gì hết không? Đi đi đặt cái gục. Đặt con giác trên đồng á. Dạ 12 cái gục anh. À. Có thường dính cá chạch không? Tại vì có cửa ngục á, thấy mấy con cá đi dưới đáy nhiều quá. Cửa ngục thấy tháng 11 á, tháng dịch á. Dạ. Cá chạch nhiều. Dạ. Còn tháng hồ anh đi đặt cua với ớt với rắn. Dạ.
nhưng mà đa số là cua. Hôm qua em thấy có ông anh ông đặt trên ruộng 12 cái gột vậy. Nãy ông anh đi đó. Thì ông đấy người này nè. Dạ. Ông đặt gì anh? Cái ngục. Mà ông đặt cái ngục mà anh dắt theo mấy đường mương như đồng vậy nè. Dạ dạ. Cái ngục theo mấy đường nước á. Chạy cua, ớt, rắn. Cái đó chắc giá mà anh nghĩ quá. Chọc chọc có thắng. Dạ. Gặp chuột và giá mà anh nghĩ quá. Cá kế bên luôn anh Phật. Không không. Cái giớn anh Mai cũng bự quá ha. Máy đặt cạn cạn hồ bơ mà. Dạ. Chết cá rồi, thay hèm quá. Bệnh cho em thiếu oxy hay sao, hay ngập quá không biết. Cá chết kìa. Chắc nước trên lòng từ 3 cái cụ xuống. Dạ. Cá chắn là dễ chết. Cái này cũng có lúc cái cụ xuống, cũng có chết. Còn phải thấy anh treo hổng túi. Cũng lên tới 10 mét thôi nè. Dạ. Dài nữa. Ờ, không hết. Bơ này đổ cho anh coi. Dạ. Cái lịch đo cho cả nhà. Đang hơi no rồi. Mấy con nhỏ 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 thì to nó có cái gì anh Linh mà tìm mớ mong tìm tiền để nó mua về không? Được bài không? Dạ. Ở cách này không có nguy hiểm nè. Dạ. Bên anh hồi đó có mấy phòng chưa? Dạ, ngoài sông có anh không? Dạ, ngoài sông có mấy bình. Anh hồi đó là hôn cái mùa đi điện bán á. Dạ. Bên anh dài chóp á. Dạ. Cái lịch thì đi kèm với ông đi điện rồi, ngon nhất. Đó là món hải sản của bên anh Giang rồi. Đầu mùa này mà có hình cỡ rũa đủ. Dạ. Mặc lắm. Cỡ như hồi nãy anh chỉ em hôm hôm. Cỡ đầu lúa có măng mình á. Dạ. Cái này chị rửa chắc cũng hơi bị phê. Nhiều loại quá. Hay là cá trắng thì vô một anh? Nó không, nhiều loại lắm. Cá lồng tông với cá nhỏ nhỏ là một loại. Dạ. Nó cách với một loại, nó chốt một loại. Dạ. Chưa. Cái này về đổ ra chị ở nhà thấy rồi nữa hả? Nó dễ bán được cái này. Con ngồi ra chị canh cho ta chứ không được có lẽ. Con cá chê, cá chàng, lụi đi biển hết. Dạ. Con ngồi hết. Ồ, mai mốt mà em đi xuống bờ dầu với mình quay đặt lên. Quý không hoang vậy đó. Dạ. Ta hô lên. Mà nghe dưới bến mà ngắt mà không có chỗ ho đi trễ nghĩa là không đi vô luôn. Dạ. Mùa này thì chủ yếu là mấy anh em á đánh bắt cái linh thì nhiều. Cái linh cái trắng. Trời ơi cái túi này thấy ham thiệt. Dễ sinh thối. Cái này thấy cái chốt nhiều nữa không? Cái chốt nhiều. Bữa giờ hết không?
đẩy của anh Phong. Dạ. Ủa anh ở An Giang ở gần nhập xá Tre anh Phong? Ờ, mà trên thành phố Tre nó 10 cái số. Dạ. Mà chị em cái đồng gì vậy vậy làm sáng đó. Vô kinh Bò Dâu không anh? Không, bà ở cái răng ngoài ngoài đường giữa này luôn, ngoài đầu này luôn. Dạ. Thuốc ngoài ha. Chỉ là động gì đó rồi nói em có động gì mà lạc á. Dạ. Lạc cho gì cứ gì mà mất gì mẹ. Em cũng lâu quá không về An Giang, là chết về người ta đang đắp đê hết. Trung bển giờ bao đê hết chưa? Dạ. Bao đê hết. Đó ông bển cá không nuôi bên đây đâu. Chàng đồng cũng quay trang vậy nè, giờ làm cái đê bao hết. Con đê ba vụ, bốn vụ. Hồi lúc ông về chạy ghe là cá nhảy vô xuồng lia lịa luôn á. Đó, bên đó là cá thôi, đừng có tới. Dạ. Chung anh mặn nhiều nghề lắm. Dạ. Đó anh đặt này mùa nước mà cô đâu có làm. Dạ. Cô anh về Sài Gòn làm hồ vậy nè. Dạ. Thấy làm hồ cũng vậy, cũng không dư. Mà cũng cũng đâu có làm xuyên suốt đâu. Làm thì thứ bảy chủ nhật cũng nghỉ ha, mưa nắng gì cũng nghỉ. Dạ. Thôi ở đây làm luôn. Đây được cái mình tự do. Khỏe thì làm nhiều tí, còn mệt làm ít đi. Cũng được. Ngày của mình không có ai buộc hết. Dạ. Ở đây chắc anh em làm nghề này không á anh Phong? Ông anh thứ ba rồi, anh rồi thằng thứ bảy rồi thứ tám rồi nhỏ thứ sáu nữa. Ba nghe với đó là ba ba vớn thấy nhiều. Mà bên chỗ bên kia kìa, ông anh hai anh làm anh muốn khóc luôn á. Anh không gì đâu, một phá quá trời phá. Ở đây cũng phá lắm. Rồi cái chặt thôi. Xong rồi anh Phong cứ đổ vô để dễ của anh Phong. Dạ, có bên không? Ở đây cũng đổ, mà không đổ ăn vậy đó. Dạ. Đổ ăn không đó, một phá luôn vớn á anh Phong. Ờ, lấy luôn hả? Dạ, không trời ơi, nào mấy ngày mới được cái vớn á. Anh hồi đó cái năm đầu tiên anh qua đây không là tới nay là 6 năm thôi. Là trên 50 cái này nè. Dạ. Yeah. Bị cắt có rồi bị lấy nữa. Dạ. Yeah. Rồi giờ biết là quen cái đỡ. Dạ. Yeah. Anh hai thì anh kêu trời ơi làm có nhiều đâu mà phá suốt rồi chịu không nổi. Đỡ bỏ cái là đỡ cái là anh cái này anh biết làm chứ mà mua ở chợ nữa thôi. Dạ. Yeah. Xong luôn. Mà cái này hình như mua ở chợ không chạy bằng mình làm hết. Đúng rồi. Ở chợ nó làm ba cái đống nhỏ 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 mà. Dạ, nó không thông nữa. Hồi tối trời ơi, ếch kêu quá trời kêu anh Phong. Hôm nào Phong kêu gần trời chứ con bọt. Ếch năm nay ếch chuột á, mỗi năm á. Anh đậu ghe đó, anh thấy cho nó ghe nó chạy lên đi. Mỗi năm ổng vô đây nó đặt chuột á, chạy lộn nhau đặt. Dạ hôm qua thấy có mấy người đặt. Có mấy người không? Dạ. Năm nay ếch. Ông này nó luồn của tôi, ông kia nó luồn của nọ, cái lộn chạy trời. Ở đây không thấy đặt lập ếch á, hồi tối quá trời ếch luôn. Ở đây không ai đặt á, ếch á. Có ếch nhiều lắm luôn. Ở đây được cái là nhóm mình không cạn lòi cái túi. Còn bên em mới lòi cái túi là bữa nào mà đổ trễ á, mấy anh tí anh phá dữ lắm. Cũng có cạn cũng có nước. Nói chừng dây chốt chín cho nước. Thì em ngồi con chốt nó xíu được quá trời được.
Nữa chứ. Dạ. Rồi, rồi, rồi. Cái lần này. Cái lăng đảo ngồi thấy nó có cái lăng nó đẹp không? Không rồi. Đẹp. Dạ, người ta không. Cái đèn, cái lăng. Nó tốt. Cái ngọt quá. Cái hông lắm, lùm lắm. Ba con nó dặn kêu ra. Ôi con ốc rồi. Ba con. Đổ được cái lăng mau vô ký có tiền hết không? Lăng có giá rồi. Dạ. Còn cá linh thì số lượng nhiều quá. Cá linh ở đây rẻ. Nhiều ký anh Phong? Thường cái nhỏ là bán mấy chục. Dạ. Vậy là mình chạy oxy tới giờ bán là cá vẫn sống bình thường không? Không. Bây giờ chút giờ anh đổ là đập gì nữa để xong rồi. Dạ. Thấy đi chợ cũng thở oxy gì đó. Dạ. Tới chợ cũng sao, cũng lựa món ra bán lộ ra chạy oxy. Dạ, mình lấy cá oxy để chạy không? Tới 4 cái. Nó đặt trên Vĩnh Hưng đồ cũng đổ một đêm mũi lắm. Cực quá ha. Cực quá. Lớp vợ đi theo đồ đặt ở tùm lum. Còn giờ mình ngày đêm gì cũng được, mấy sao cá sống mà bán được giá hả? Giờ đổ gì về cái đổ ở rộng thì chị lựa. Dạ. Khỏe được người nào người chứ giờ mình cực đập trên vợ cho vợ. Dạ. Cực có người thôi. Ở nhà thì lựa khỏe hơn đi theo. Nguyên lực chụp mới chết ngủ nữa anh. Nhiều ha. Con hết. Thôi trừ nhảy hết rồi. Bắt hết. Bắt bự lên không? Nhỏ. Hồi nãy có con hết á. Mình muốn coi cho anh Phong, cho coi cái nó nhảy của anh Phong tiêu đó. À. Cá nào cũng có cá chèn hết á. Hai ba con cá chèn không mưa. Cá chèn, cá cá chạch là cũng có giá, cá chèn với cá chạch. Rồi cá linh non quá trời luôn, cá linh non nhiều ghê luôn. Dạ, thấy nhỏ. Không thấy vậy, thấy chừng nửa tháng thấy nó bự à. Dạ. Nó lẹ lắm. Cho quay lên đồng cỡ ngón tay mình vậy chứ. Mà ăn thì tầm khoảng ngón tay ngon nhất ha. Đúng rồi. Có cảm giác hơn. Bự quá ăn không? Dạ. Xương. Mà phải là mật, không là mật đắng. Ngon lạc cũng ngon. Có con cá lóc hả? Cá lóc. Đang mát anh. Để giờ không vậy. Cái chạy qua bên bên đối diện đó. Giờ chạy ha. Không đổ vô cá mà em để nó nhảy không? À, để đổ.
chung thôi, không thích ngắn nước, nói chung cũng đi nước, nấu hành, nấu hành, nấu hành nó đi xuống nước rồi ta, đi lội ra đó cái hả, anh đụng đăng nó lặn đi, giờ chiến đăng, chứ thường một cái nước đây nó dồi gì cá, còn bây giờ mấy nó kiếm 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 rồi, dồi kiếm, giờ nó đánh nó tiền không? Dạ. Lâu mới đụng con á. Ô, cái này đã đỡ rồi nha. Có cá chê. Chưa trắng anh không à? Bỏ vô trong đây luôn hả? Đây. Hai bà con luôn. Chê, chê này nấu chua cũng ngon lắm hả? Ồ, cái này cá chạch. Quá trời, cá chạch luôn. Cái dài. Cá chạch này có giá không? Ờ, hiện giờ là 7. Dạ. Cá chạch ngon quá nè. Nó mùa nước nổi chắc cá chạch còn nhiều hơn đó không? Nổi cái chạch trước. Dạ, quá trời luôn rồi. Ờ, cá này 7 luôn, nước giật ý mùa nước 140, 150. Dạ. Không nhờ nhờ lái thành phố lên á. Dạ. Rồi cảm ơn anh không, anh đổi cho. Con cái này cái chạch nhiều quá. Bên cánh này chạy cái chạch nhiều hơn bên kia không đỡ. Tạp gà chuẩn bị lên ruộng, anh Phong đâu có xuống nữa anh Phong. Con ốc nó bự. Chàng ơi. Dạ ghê à. Tại vì nó lóc, nó lóc lóc. Ở bên đây đặt có lý quá nè anh, nên không. Nó chạch nhiều hả? Con ốc cũng quá. Dạ. Rồi. Ở đây cá chạch nhiều quá. Đây làm đó là dùng mai nó làm. Dạ. Nó có liên quan của ai đó. Mấy dụng của anh đặt là vô đây, ở đây. Dạ. Nó không lố mà mình ta. Mà ta không lố mình. Đây cũng dễ sống hơn. Lố người ta là người ta cắt đó. Thì quy luật dễ rồi, cuộc sống mà. Mình cũng kém miếng cơm, ta cũng kém miếng cơm. Không đụng qua đụng lại thôi. Tao biết vậy chứ giờ biết mình cũng không đụng được. Dạ. Qua nó làm.
Nam có thường xuống anh nhậu không? Đi làm bình thường. Dạ. Nó hay chạy xuống đây thưởng mái dưới đây rồi. Nó đi giao nhỏ rồi. Dạ. Anh làm bữa nay, nó bữa nay đi xuống anh em giao lưu giỏ mái rồi. Đó, đi đua. Đi đua. Dạ. Chiếc. Dạ. Đi giao lưu dưới đây. Đó, còn cái nàng chiếc đó, cái nàng chiếc, làm chiếc đó là nguyên cái đó không? Dạ. Anh em chỉ em xuống đây nè. Thường thì em ngủ ở chảnh á. Em đi đâu đi, cái tối về đậu bến đó ngủ. Cứ ra mà ngủ đó giờ dễ. Dạ. Nước tha hồ quay. Thấy nhiều rồi. Quá trời. À, ghé cũng nhiều luôn. Tại vì cái này gần cái tàu ghé chạy nhiều quá. Và cái đường tàu nè, chạy nó lên bệnh. Này có lửa không phải đổ vô. Ghé nhiều quá chắc lửa bớt ha. Ôi. Tối thần. Cái này cá cũng nhiều lắm. Dạ. Yeah. Ôi ơi, thơ cả lần cái trời rồi. Anh tên gì? Dạ, em tên Nho. Em biết anh hổ rồi đó. Anh tên Nho. Quá trời luôn. Thôi anh đổ vô để cá của anh quá cá lăng. Trên chục con á. Dạ, có. Con gắn một súng bự quá. Anh lấy không? Dạ không, để thì gọng nó đi anh. Anh đâu nuôi rộng gì? Gọng để khi nào anh em mình có dậu với anh em mình dậu. Có dậu không? Đi cái này chung vô mùa á. Dạ. Anh lập xuống mà. Giờ anh Phương về tới cái dẹo rồi nè cả nhà. Giờ anh Phương với con Phương xúc qua cái cá ra để quặng vô dẹo. Tại vì cá này á, nó xuống cái con nước này trong cái lồng á thì nó sẽ không chết. Còn lúc đầu rảnh thì chị Phương chỉ ra chỉ lựa cá sao. Chị hiểu lúc nào cá nó cũng tươi, nó cũng sống, nó không chết. Dạ, của anh Phương làm xong túi hả anh Phương? Đỡ của em. Dạ. Nhà mất cá rồi gọi là gì đó, khi nào người dẫn là chị cũng nghe.